Hello anh em. Nếu mà anh em đang quan tâm đến thị trường crypto hoặc là đang tìm hiểu một cái dự án nào đó hoặc là đang muốn tham gia một cái dự án nào đó, một đồng coin hoặc là một đồng token nào đó thì đừng bỏ qua cái video này. Tại vì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái dự án nó cực kỳ tiềm năng. Nó sẽ phát triển cực kỳ mạnh trong thời gian sắp tới. Thì đầu tiên để kiểm tra bất kỳ một cái dự án nào hoặc là một đồng coin nào thì chúng ta lên cái chợ thông tin lớn nhất của thị trường này, đó là lên CoinMarketCap. Thì cái tên của nó, cái mã của nó là WBC. Anh em có thể lên đây kiểm tra nhé, để anh em kiểm tra một số cái thông tin cơ bản. Đây, giá hiện tại của nó là 0,52 đô của một đồng. Ở cái lịch sử nó có giao dịch ở đây, tổng cái sự thanh khoản của nó là 578.000 đô đó. Volume giao dịch của nó hiện tại ở trong 24 giờ là tính theo thời điểm này là 11.000 đô. Đã, và hiện tại nó đang chạy ở trên BEP20 nha anh em nhé. Nó đang chạy trên BEP20. Và một cái điều quan trọng đó là cái đồng coin này mới được list sàn ở được 4 tháng nay thôi. Nhưng mà tôi thấy cái biên độ dao động của nó cũng khá ổn, cái lượng giao dịch của nó cũng khá ổn và cái số lượng cộng đồng đón nhận nó khá tốt. Thì ở trên CoinMarketCap này thì chúng ta chỉ kiểm tra được những cái thông tin cơ bản thôi. Nên là chúng ta chưa có thể đánh giá được là nó có an toàn hay không, nó có minh bạch hay không, hay nó có đi dài hạn được hay không. Đây chỉ là gần như là chúng ta biết được cái hồ sơ, cái tên của nó mà thôi. Đó. Nên là nếu mà chúng ta muốn kiểm tra sâu hơn nữa thì chúng ta nó đang chạy ở trên nền tảng của BSC thì chúng ta lên BSC kiểm tra. Đây, chúng ta cũng đánh cái mã của nó vào. Mã của nó là WVBC, anh em nhớ giùm tôi nhé. Mã của nó là WVBC thì chúng ta có thể lên đây chúng ta tìm. Ở đây thì chúng ta sẽ hiển thị được tất cả những cái thông tin cái đồng coin mà chúng ta cần tìm hiểu. Đó là tổng cung của nó là 200 triệu con, với cái lượng holder của nó là 5.600 holder và tổng giao dịch của nó đâu đó nó xấp xỉ 30.000 giao dịch. À, trong vòng 4 tháng mà để lít sàn thì cái tổng lượng giao dịch này thì cũng khá ổn, khá ổn. Thì ở đây tôi sẽ kiểm tra cho các anh em luôn là cái lượng phân bổ như thế nào, và cái này thì nó sẽ mang lại được cái sự dài hạn hơn, cái sự an toàn của dự án hơn. Có là tổng 45%, nó là tương ứng với 90 triệu con. Nó là 45% cái tổng cung của nó sẽ được khóa vào rồi. Ở đây nó đã hiển thị rồi, nó khóa lại. Còn 45% còn lại thì nó đang được ở trong ví của Bankex. Đó, nên là còn lại là còn 10% là tương ứng với 20 triệu con. Đấy, cũng đang được khóa lại. Đây là anh em kiểm tra này, thì khi mà chúng ta kiểm tra được cái những thông tin này thì chúng ta đánh giá rằng dự án nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ đi được dài hạn hơn, tại vì nó mang lại được cái sự minh bạch. Nhưng nếu mà để đánh giá được cái sự tiềm năng của nó thì chúng ta phải tìm hiểu được cái hệ sinh thái của nó như thế nào, những cái ứng dụng của nó có cái gì thì nó mới có tiềm năng được hay không. Thì những cái thông tin mang đến đây thôi thì nó chỉ mang lại cái sự an toàn và đánh giá được dự án nó đi dài hơi được mà thôi. Nhưng để phát triển hay không thì nó còn phụ thuộc vào cộng đồng, phụ thuộc vào hệ sinh thái của nó nữa. Thì chúng ta sẽ lướt qua xem cái dự án này, cái đồng VBC này nó đã làm được những gì rồi. Đầu tiên, theo như quảng cáo thì chúng tôi đã check theo những cái thông tin thì dự án này đang muốn tạo ra một blockchain riêng, nó mang tên là Vinachain. Đó, Vinachain. Đây thì anh em có thể vào cái vinachain.io để các anh em kiểm tra, và nó đang trong cái quá trình mainnet. Đấy, nếu mà testnet thành công thì dự án này nó cực kỳ mạnh luôn, nó cực kỳ mạnh luôn và nó có cái sự bứt phá cực kỳ lớn. Nhưng nếu để ở đây thì cũng đây cũng chỉ là một cái thông tin mang cái sự bánh vẽ, và không biết là công ty nó có hoàn thiện được hay không, dự án nó có hoàn thiện được như lời hứa hay không, thì chúng ta kiểm tra thêm một số cái hệ sinh thái tiếp theo mà cái đồng VBC này nó đã ứng dụng được vào thực tế. Có nghĩa là nó đã kết hợp với một mạng xã hội mang tên Vietsmile. Thì ở trên đây nó có đâu đó nó khoảng tầm 40 cái dịch vụ, bao gồm nạp cạc điện thoại, thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Nhưng một điều quan trọng hơn đó là dùng cái đồng WBC này để thanh toán những cái điều đó. Có nghĩa là chỉ trong vòng 4 tháng nó sinh ra đời thôi thì cái đồng WBC này nó đã được kết nối với một cái ứng dụng mạng xã hội mang tên là Vietsmile để thanh toán những cái ứng dụng đó. Ví dụ như là các anh em có thể dùng cái đồng VBC này để thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền cạc điện thoại. Đó, thì đây cũng là một yếu tố để chúng ta đánh giá được cái dự án này nó đi dài hơi, và cái chủ dự án này, cái dự án này nó đang hướng tới cộng đồng một cái giá trị thực tế nào đó. Rồi tiếp theo nữa, đó là cái sàn thương mại điện tử WeBuy. Đấy, anh em có thể vào luôn webuy.com để anh em check. Thì đây là một cái sàn thương mại điện tử của quốc tế và nó dùng tất cả các đồng coin để nó thanh khoản.
đó, để chuyển sang để hàng hóa. Nhưng có một điều đặc biệt đó là anh em lưu ý giúp tôi, đó là cái sàn này thì đang dùng đồng VBC để làm phí. Đó, VBC để làm phí. Thì anh em biết rồi, đấy đây nó đã ứng dụng được vào hai cái ứng dụng thực tế mà mới xuất hiện, mới sinh ra trong vòng 4 tháng mà đã làm điều này rồi thì cực kỳ tuyệt vời các anh em ạ. Thì nó sẽ có cái khả năng và có cái yếu tố, đủ các yếu tố để phát triển, có cái bước tiến hóa cao hơn, phát triển mạnh mẽ hơn trong cái thời gian sắp tới. Ngoài ra nếu anh em có check luôn thì đây này, anh em có thể đảm vào ví, khi mà anh em sở hữu VBC rồi thì anh em có thể chây, dùng đồng VBC này để chây, thì cái trang web này đó đó là wex.info, thì anh em có thể kết nối trực tiếp cái ví tay, ví dụ như là MetaMask, ví dụ như là Chớp, ví dụ như là những cái sàn web3 như là của Binance, anh em kết nối trực tiếp vào đây và rút VBC sang đây đó để anh em chây, ví dụ như là long short đấy, đây anh em có thể check luôn nhá. Đây là một số cái thông tin mà tôi cung cấp cho anh em. Ngoài ra theo như cái lộ trình phát triển của dự án thì nó sẽ được ứng dụng vào một game NFT nữa mang tên Đại Việt Sử Ký. Đó, thì đây là anh em có thể đảm vào cái trang web để check, để kiểm tra nhân vật. Thì đây là toàn bộ những cái thông tin của dự án, toàn bộ những cái ứng dụng của cái đồng coin này mà đã được áp dụng vào thực tế rồi nhé. Chứ còn một số cái dự án người ta tạo ra thì người ta hứa với anh em là 1 năm, 2 năm, 3 năm mới được áp dụng vào thực tế. Nhưng cái đồng coin này, dự án này chỉ trong vòng 4 tháng mà họ đã làm được những điều này rồi. Thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái đồng coin nó mang lại cái sự bứt phá lớn trong cái thời gian sắp tới. Thì anh em đừng bỏ qua cái cơ hội này. Đấy, video này nó không mang lại, không truyền đạt cho anh em là kêu gọi vốn đầu tư lên tiền của anh em là ở trong túi của anh em. Trước khi mà anh em đầu tư hay anh em tham gia bất kỳ một cái dự án nào đó thì anh em hãy tìm hiểu một kỹ những cái thông tin, tất cả những cái thông tin mà mình đo lường được, hoặc là tìm những cái người có kiến thức để đo lường được những cái dự án đó. Chúc anh em thành công và được x5, x10 trong cái thị trường crypto này.